cô dâu ngồi xe lăn, hạnh phúc bên người chồng là lặng điển trai. Vừa qua một video ngắn ghi lại cảnh cô dâu ngồi xe lăn tươi cười tiến vào lễ đường gây sốt mạng xã hội. Nhiều người cho rằng cô gái đó thật sự may mắn, mặc dù khiếm khuyết nhưng vẫn có người sẵn sàng đồng hành cả cuộc đời. Tuy nhiên trên thực tế, để có cái kết mỹ mãn như vậy, cô gái phải vượt qua nhiều sóng gió, trong đó có cả sự phản đối từ gia đình chồng. Cô gái cho biết, năm lớp 4, cô cảm nhận đôi chân có nhiều thay đổi sau lần bó bột vì ngã xe, nhưng gia đình cũng chẳng quá để ý. Lâu ngày đôi chân yếu dần và chẳng thể chạy nhảy. Kể từ khi ngồi xe lăn, cô luôn tự ti về bản thân và chính tình yêu của người đàn ông là chồng hiện tại đã giúp cô cảm hóa. Gia đình chồng vốn phản đối nhưng vì con trai thương cô quá nên mới phải đồng ý. Hiện tại cô cũng được gia đình chồng đón nhận nên rất vui và luôn nỗ lực cố gắng để không dựa dẫm nhiều vào chồng. Tình yêu là không giới hạn, khi thật sự chân thành, họ sẽ dành mọi điều tốt nhất cho người mình thương. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, nhớ ủng hộ kênh bằng cách like, share và đăng ký kênh để xem những tin tức thú vị mỗi ngày nhé.